cảm ơn quý khách đã kích vào kênh bán hàng của xưởng sản xuất đồ gỗ Đại Dương. Xưởng sản xuất đồ gỗ Đại Dương xin trân trọng giới thiệu hai mẫu bàn ghế phòng khách, đó là một bộ sofa di cổ và một bộ sofa đô chân Nguyệt đồng chất liệu gỗ hương đá. Đại Dương xin báo giá công khai luôn là bộ sofa đùi gà chất liệu gỗ hương đá này là 22 triệu, hoàn thiện tinh kỹ đầy đủ, bao gồm kính này, kính bàn, kính đôn và một bộ đệm hàn da Hàn Quốc, hoàn thiện tinh kỹ đầy đủ 22 triệu, bao vận chuyển bán kính 100 cây. Bộ sofa chân thuyền kia Đại Dương sẽ báo giá là 21 triệu là cả đệm. Nếu mà các bác nào mà không muốn dùng đệm thì trừ đi 1,8 triệu cho em nhé. 1,8 triệu xin mời các bác đi vào kích thước và cận cảnh của sản phẩm Đại Dương. Đầu tiên là chiếc văng dài, là chiều dài là phủ bì là 2m60 nha các bác nhá. Hàng dài phủ bì 2m60. Đấy. Sâu là 75 phân, có ngăn kéo sử dụng đây. Chân là chân đùi gà. Các bác nhá, chân đùi gà vén rất là duyên dáng. Bàn rộng 75, dài 1m47. Bàn rộng 75, dài 1m47, ván liền một lá hết nha các bác nhá, không chấp ghép. Đôn đây là đôn là dài 1m2 nhá, đôn dài 1m2. Văng ngắn là 1m8, tất cả đều có ngăn kéo sử dụng hết. Đấy, giá của Đại Dương bán là 22 triệu là bao gồm cả kính bàn, kính đun và một bộ đệm dày 12 phân nha các bác nhá. Đấy, bộ đệm dày 12 phân, đun góc kia là vuông 50 phân nha các bác nhá. Đấy, hàng dựa theo tiêu chí là lục lạc trần nõi. Đấy, không bám rác, không dập các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng lập gầm lên thoải mái, kiểm tra đúng hương đá thì thanh toán, không phải cộng một xu nào hết, nhận hàng đúng như quảng cáo thanh toán. Số của Đại Dương đây 0981888083. Hãy tiếp đến là bộ văng chân thuyền. Văng chân thuyền này là em báo giá luôn là 21 triệu hoàn thiện nha các bác nhá. 21 triệu hoàn thiện, các bác thích phun theo kiểu cánh gián hay là phun theo kiểu màu óc chó cũng được hết. Đấy. Văng dài này là 2m50. Văng dài 2m50. Đấy, vân tuyển chọn luôn, vân hương đá đây. Đấy, bộ này 21 triệu thôi các bác nhá. Cả bao cả đẹp. Không lấy đệm thì trừ 1,8 triệu. Đấy, bàn này bàn thủng, bàn thủng hoặc bàn liền, các bác thích chọn bàn thủng bàn liền đều được, giá như nhau không thay đổi. Văng này cũng là 1m8, văng chân thuyền này là 1m1, ngắn hơn đùi gà 10 phân, văng thuyền 1m1. 21 triệu chân thuyền và 22 triệu chân đùi gà, vén đẳng cấp luôn. Hàng lựa theo tiêu chí là lục lạc trần nõi, các bác lật gầm lên thoải mái, kiểm tra hàng, nhận hàng đúng như quảng cáo thanh toán, không phải cọc một xu nào hết nha các bác nhá. Xin chào.